sau bao ngày chờ đợi thì dòng sản phẩm Mu Long 850 đã về hàng cho anh em thôi. Và đặc biệt hiện tại Thủ Đức đang chạy cho anh em những combo thang máy rất là... Đầu tiên thì tìm hiểu sơ qua dòng sản phẩm 850, đầu cũng là đầu 1/2, lực xíu lên tới 850. Vậy thì sẽ hơn những dòng cũ 750 và 850. Vậy thì sẽ phù hợp cho những anh em làm bên ô tô, gara, rất là hợp lý luôn nha. Đặc biệt sẽ có cho mình 4 tốc độ để mình có thể điều chỉnh theo tùy ý. Sau đây thì em sẽ nói cho anh em về chương trình cũng như là test máy các sản phẩm nè. Đầu tiên thì nếu mà anh em khi mua một thang máy 850 sẽ được đi kèm cho mình là có thể lấy 1385 Pro hoặc là RW90 hoặc là AG100 Pro hoặc là IW550 hoặc là cuối cùng sẽ là CV250NCB. Tất cả sản phẩm này anh em chỉ cần mua một cái thang máy 850 với mức giá là 2,5 triệu anh em sẽ có được các sản phẩm đi kèm như thế này. Còn nếu như anh em không thích đi thang máy thì sao? Thì bên em sẽ đi kèm cho mình là một cục pin 4A lớn và một cục sạc S40 nha. Chương trình quá tốt rồi. Và đây sẽ test cho anh em tất cả sản phẩm đi kèm để anh em xem thử mình phù hợp với dòng sản phẩm nào nhé. Đầu tiên sẽ là tính năng thắng đĩa nhanh. Tiếp theo sẽ là tính năng chống mặn cổ tay. Và tính năng thứ ba là tính năng an toàn nhất, rớt máy xuống máy lập tức ngừng ngay. Dòng sản phẩm tiếp theo là dòng 1385 và con này có tính năng khá là hay, đó là chế độ sung. Right. Đầu khẩu 24 nha, con này thì có lẽ 24 thì quá đơn giản rồi. Sau đây ví dụ như là video sau em sẽ test cho mình cái mua lông lớn hơn nha. Anh em nào muốn trải nghiệm dòng sản phẩm này hãy đem ô tô tới và test máy nha. Và mua lông góc này anh em có thể bắn được trong những góc ngách hiểm mà con mua lông thường không thể nào với tới được ha, rất là phù hợp luôn. Và dòng này cũng có thể được đi kèm với con 850 ha. Đây nha, ví dụ như mấy con bu lông nhỏ ở dưới này anh em không thể mà với cái súng vào được thì anh em dùng cái cần này hoặc là những cái nơi mà anh em cần bẻ bằng cần nha thì anh em xài. Đây này rất là phù hợp luôn. Hay là ngóc ngách sâu ở bên trong nữa này.